À, từ rất là lâu rồi, mình và team 500 anh em chưa tham gia một trận chiến nào hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một trận chiến cực kỳ là khủng khiếp giữa hai thế lực cực kỳ là hùng mạnh. Đầu tiên là team 500 anh em của tụi mình, và thứ hai đối thủ của tụi mình đó là tất cả những SCB. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa, tụi mình đã tập hợp ở trên máy bay rồi. Thì lúc chung á, lúc đầu tụi mình đang đi máy bay để gọi là hạ ngắm cảnh các bạn, thì vô tình tụi mình tới được một cái khu này. Cái khu này thì không biết là tại sao vừa tới đây thì máy bay của tụi mình bị rớt các bạn. Theo như mình nghĩ là do SCB để tấn công tụi mình, cho nên là tụi mình quyết định ngày hôm nay tụi mình phải tiêu diệt hết tất cả những SCB nha các bạn. Rồi, bây giờ á là đội của mình có rất là nhiều. Ui, lại tiếp tục là Saitama. Lần này đừng có bỏ chạy nữa nha em. Lần trước Saitama sợ quá bỏ chạy trong lúc mà đi cứu siêu anh hùng các bạn. Rồi, có Hào nè. À đây, đây là Moon nè các bạn. Moon bất lực. Đây là thanh niên hồi xưa chơi chung với mình nè. Jerry nè. Đó. Rồi có thêm ai nữa ta? Nhiều quá không nhớ nha. Chiak nè. Rồi nói chung là có rất là nhiều người. Ủa, lắc luôn rồi ta, lắc luôn rồi ta. Thôi bây giờ á, lên đường tí nhớ kể tiếp. Lên đường, xuống đây mấy đứa. Máy bay của chúng ta bị hư rồi, phải tìm gọi là SCB mà tiêu diệt thôi. Let's go. Đấy, ngày hôm nay, à quên nói cho các bạn biết nữa, cái khu SCB này không chỉ có SCB không nha, mà sẽ có những người bảo vệ cho SCB. Đó là zombie. Ghê chưa? Đã SCB đã khó khăn lắm rồi mình tụi mình mới tiêu diệt được, mà bây giờ còn có cả zombie nữa thì không biết là tiêu diệt bằng cách nào đây. Khoan đã, từ từ để mình coi coi là mình có thể gọi là lấy súng không. À, mình có thể mặc đồ đó bạn. Mình sẽ mặc bộ đồ này vô để tụi mình chiến đấu nha các bạn. Ở trong đây có súng gì không? Lấy súng đi mấy em ơi. Vô đây tìm cái cây súng nào lấy. Ở đây không có rồi. Để thôi nào. Woo! Lên đường, lên đường, lên đường. Zombie, zombie nó đang phá xe kìa. Nó đang phá xe cảnh sát các bạn ơi. Bắn tụi nó. Bắn tụi nó mấy em ơi. Lên 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 lên. Ây da, ây da. Ui, đứa nào bắn mình vậy? Đứa nào nó bắn mình vậy? Trời ơi, cái này sao nó bắn nhau được à? Đừng có đùa nhau chứ. Rồi bây giờ đi 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 nào mấy đứa ơi, đi nào mấy đứa ơi. Rồi let's go, let's go. Đi thôi nào. Thanh niên này bắn mình à? Thanh niên này bắn được à? À, bắn nhau được các bạn ơi. Thật sự đúng là ảo rồi chứ. Rồi bây giờ đi vô trong thôi các bạn à. Let's go. Ở đây có những chú cảnh sát. Ơ cái gì đây? Cái tay gì đây các bạn? Ơ. Ủa, Landerman nè. SCB 516. Ủa, Landerman là SCB à? Mình tưởng Landerman là Rippy Busta chứ. Ui, thôi đi tiếp nào mấy đứa ơi. Let's go, let's go, let's go. Đi thôi nào, đi thôi nào. Woo, yeah, mấy thanh niên này bắn nhau ghê quá. Đi vô trong rồi. Bây giờ không hiểu tại sao trong đây nó lại bắn nhau được các bạn ơi. Mình nghĩ là trong đây nó sẽ không bắn nhau các bạn ơi. Và tất nhiên là chúng ta chỉ tiêu diệt SCB thôi. Kìa, đang chiến đấu bạn không? Đây, một chú gọi là chú lính đang chiến đấu nè. Rồi, để tụi con làm cho. Đấy, lên nào. Tiếp tục. Ê, cẩn thận em ơi, cẩn thận, zombie nó cào bây giờ. Ủa, mấy đứa này nó không sợ zombie các bạn ơi? Hay là nó không biết là trong đây á là zombie nó sẽ bảo vệ SCB ta? Chắc tụi này nó không biết các bạn, nó cứ tưởng là hả. Ui, zombie nó cào mạnh vậy. Ôi, phòng giam của SCB nè. Để mình mở ra coi. Để mình tới mình mở ra coi như thế nào. Ôi, cartoon kid. Cartoon kid các bạn ơi. Lui ra, mở cửa ra, tụi anh bắn nó. Cartoon kid nè, cartoon kid. Ôi, sao nó trâu vậy? Hình như nó bắt tử hay sao ấy. Nó bắt tử thì các bạn ơi. Ui, không không, nó mất máu mà. Chạy đi. Đừng có đứng lại. Đừng có đứng lại cartoon kid đó. Đừng có đứng lại mấy đứa ơi. Ôi, cartoon kid nó bắt tử các bạn ơi. Đúng rồi, mình đã từng test cho các bạn coi rồi. Cartoon kid bắt tử. Ơi, chạy zombie kìa. Rồi tụi mình vô đường cùng. Trời, zombie mặc bộ giáp của cảnh sát luôn các bạn ơi. Mặc bộ giáp của cảnh sát luôn. Rồi xong rồi tụi mình. Ai đây? Ở trong đây, trong đây là phòng của ai đây? À, may quá. Đây là SCB 999. Là SCB rất là hiền. Ơi, núp vô đây. Ui, giờ sao đây? Rồi. Rồi xong, cartoon kid bắt tử. Đúng rồi, cartoon kid là bắt tử. Lần trước mình có làm cho các bạn coi video rồi mà. Rồi an toàn rồi, nhưng mà bây giờ làm sao ra ngoài đây? Rồi bây giờ mở cửa ra là ra nha. Rồi mở cửa ra. Ôi, bắn nó, nó không vô được đâu. Nó không vô được đâu. Nó bị kẹt rồi, các em đừng lo. Bắn nó. Ôi, rồi, ui. Bây giờ làm sao tụi mình ra ngoài đây? Rồi ở đây là gì đây? Hồi hộp quá các bạn ơi. Cái này mở cửa ra cái là nó ra. SCB gì đây? SCB gì đây? Cẩn thận đụng vô nó là chừng nghẽo đó. SCB này đụng vô chừng nghẽo nha. Không đùa đâu, đóng cửa lại làm gì? Đóng cửa lại làm cái gì? Mở cửa ra.
Mở cửa ra. Mấy đứa này phá ghê ta. Làm gì vậy? Ai đây? Cái nào đây? Phá à? Mình đã nói rồi, chơi phá là mình gọi là không chơi chung nữa đâu. Ai đây? SCB. Ui, cái này là phá ke. Không phải SCB các bạn ơi, SCB gì vậy? Rồi bây giờ nó ghi nè, SCB John 3 là cái khu đó, là khu vực thứ 3 các bạn ơi. Để mở cửa ra coi từng Ui, SCB gì đó? À, SCB này là SCB lửa nè các bạn. Mà hình như SCB hôm nay bất tử hay sao ấy. Ơi, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Đây, SCB này nó nổi lửa lên nè các bạn, nhưng mà sao người của nó không có lửa ta? Hay là mình nhầm, mình nhớ là có một SCB lửa giống như vậy nè. Nó bất tử các bạn ơi. Đi. Lỡ đang đứng nhìn nó di chuyển cái lúc đó không biết làm sao luôn các bạn. Ghê quá, ghê quá. Rồi. Ôi, hey kìa. Hey IT. Ủa thanh niên này là Rippy Bata mà. Ủa phải không ta, đâu phải SCB đâu. Ê, hai IT kìa. Cẩn thận, lui ra. Không biết nó có bắt tử không nữa. Ôi, nó tiêu diệt hết cả team mình luôn rồi các bạn ơi. Ui rồi, ui, chạy thôi. Chạy. Lui ra mấy đứa ơi, lui ra. Ui, nó mạnh quá. Ôi, đằng sau lưng, Zombie. Đằng sau lưng Zombie kìa Long ơi. Long, bắn nó. Lui ra anh bắn cho. Em mất máu nhiều quá. Để anh bảo vệ cho. Kìa, hãy tức à. Dám tiêu diệt team của tụi này hả? Các bạn thấy không? Thế lực của SCB rất là mạnh nha các bạn. Phải nói là bất tử luôn á. Lui ra. Đấy, đúng rồi. Tiêu diệt nó. Sao nó bất tử vậy ta? Ui, nó bất tử rồi các em ơi. Không tiêu diệt rồi. Nó quá đạo quá. Này. Đúng rồi, nó bất tử các bạn ơi. Thôi chạy. Đừng có bắn anh chứ. Đừng có bắn anh. Ui, nó dí theo mình rồi. Bây giờ mình phải đổi đường thôi. Ui, Zombie kìa. No. Lui ra. Đấy, Zombie đuổi nhau à. Cũng là nào các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Tình hình như thế này là thấy không ổn rồi đó. Rồi, để mình đi một mình, mình coi như thế nào cái đã. Hay. Ui, các bạn thấy không? Thế lực 500 anh em không chịu nổi, gọi là hạ thế lực của SCB. SCB mạnh quá. Mở cửa này ra coi. Ui, cách chung kết nữa à. No. Trời ơi, cách chung kết các bạn ơi. Kìa các bạn thấy không? Cách chung kết kìa. Nó đuổi theo tụi mình. Này. Bắn hít sọt luôn mà nó không xi nhê gì hết. Làm sao trời? Sao nó lại gọi là bất tử đến như vậy chứ? Mà đúng rồi, mình đã từng test sức mạnh của mấy nhân vật này rồi. Thì tụi nó là bất tử nha các bạn. Tụi nó bất tử nha. Ui, có sao lưng không? Rồi, tiêu diệt zombie cái đã. Zombie nè, headshot một em. Rồi, đi tiếp nào. Rồi, cái cửa bên đây có gì không? Có SCB gì không? Ui, SCB kìa. Zombie. SCB nè em, lui ra. Ui, zombie kìa. Bắn nó đi, bắn zombie đi. Bắn zombie trước cái đã. Đừng, đúng rồi em ơi. Ui, SCB ở đây. Ê, con này là cái con SCB cái gì lâu quá mình không nhớ, cái gì 77 gì 37 gì đó, mình không nhớ nữa, nhưng mà ui, nó đứng cứng đơ các bạn ơi, nó cứng đơ rồi. Ui, các bạn không? Nó giống như con ếch vậy đó, nó giống như con ếch các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. SCB gì á, mình không nhớ nữa. Người ta không chịu để tên SCB lên các bạn ơi, người ta để tên SCB lên là được rồi ha. Mà người ta không để tên SCB lên. Thôi đi. Hình quá nó không có cử động, nó mà cử động là tụi mình tiêu rồi. Bên này zone 3 đó các bạn không? Đây là khu vực thứ 3 của nhà giam SCB các bạn ơi. Lui ra. Đúng rồi, lui ra. Rồi lên. Wow, đây bên đây có phòng nè. Tiêu diệt con zombie này cái đã. Tiêu diệt con zombie này rồi, mở cửa ra. Để mà mình cao quá các bạn ơi, mình cao quá, khó nhìn quá. Mở cửa ra mấy đứa. Để một người mở thôi. Một người mở thôi, đứa mở đứa đóng mà sao vô được. Rồi vô. Ui, ở đây là cái phòng à. Cái phòng này là không phải phòng giam, mà cái này là phòng nghỉ ngơi của nhân viên SCB. Nhưng mà bây giờ là nó chiếm rồi, SCB nó chiếm cái khu này rồi. Đi thôi. Đi vô đi, tiếp mấy đứa ơi. Ui, zombie rồi. Zombie nè. Ui, zombie nó mặc đồ luôn bạn ơi, nó mặc đồ của mấy chú cảnh sát luôn. Ơi, trong đây có gì nè. Trong đây là có nón của cảnh sát đó bạn ơi. Đi tiếp nào. Zombie nó xâm chiếm rồi. Nó đang cố gắng gọi là giải thoát cho SCB. Mấy con zombie này. Yeah! Tránh ra, nó rất là trâu các bạn ơi, tránh ra mấy đứa ơi, cẩn thận coi chừng bắn nhầm nhau bây giờ. Đi tiếp nào. Zombie kìa. Cẩn thận. Ô, đây. SCB 173 ở đây à. SCB 173 ở đây à. Bây giờ làm sao để mở đây? Làm sao để mở cửa đây? Ui, SCB 173 đâu? Ủa, nó đâu ta? Để mình vô trong xem như thế nào. Đây, nó còn một cánh cửa nữa bạn ơi. Ui, hàng đầu điện luôn. Ghê thiệt. Nó bảo vệ đến nỗi nào gắt cỡ đó luôn các bạn ơi. Yeah, xuyên hàng rào luôn.
bắn xuyên hàng rào cho anh. Rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để gọi là tụi mình vô trong đây? Làm sao để vô trong đây? Hả? Bây giờ phá cái này đi, bắn nó. Không được rồi mấy đứa ơi. Không được rồi, lui ra cẩn thận bắn nhau bây giờ. Hàng rào điện này phải có chỗ công tắc gì đó rồi. Ui. Sao SCP-173 ở đây? Ủa, mình nhớ là cái nhà giam của nó hồi nãy đang ở đằng kia mà. Sao giờ nó ở đây? Trời ơi, nó bắn nhau kìa bạn ơi. Thôi mấy đứa này nói chung là không biết chơi các bạn ơi. Nó toàn bắn nhau không à. Để mình mở cái cửa này ra coi như thế nào. Rồi mình mở cái cửa này ra coi. Ui, Cartoon Cat bên này à. Ui, Cartoon Cat với SCP-173 chung với nhau các bạn. Ủa, đâu rồi? 173 đâu? Mình mới thấy đây mà. Ui, chắc là 173 nó te le bọt rồi các bạn ơi. Từ đó mình tiêu diệt mấy con zombie này cái đã. Mấy bạn này không biết chơi rồi. Mấy bạn này cứ canh gọi là hả, bắn vô người chủ nhau không à. Trong đây nó có nút tắt nè mà mấy bạn không chịu tắt. Mấy bạn cứ bắn từ lưa hết à. Đừng có bắn nữa em. Rồi, rõ ràng SCP-173 nó đã te le bọt đi đâu rồi. Tại SCP-173 nó te le bọt được mà. Đừng em ơi, cái shotgun nó bắn ghê lắm. Cẩn thận. Tại vì shotgun các bạn nó bắn ghê lắm. Đúng rồi, đi trước bắn đi. Đấy, shotgun là nó bắn ghê lắm các bạn. Nó bắn chỉ ra 1-2 viên là nghẻo thôi. Nhưng mà nó sẽ bắn trúng những người xung quanh. Tại shotgun nó bắn được nhiều đạn một lúc mà. Cho nên là khá là nguy hiểm. Đấy, rồi bắn em, bắn đi. Đúng rồi. Phải kết hợp đồng đội như vậy chứ đừng có bu đông. Bu đông nó xì hơi thúi hơn chứ làm gì đúng không? Ui, từ từ cẩn thận. Rồi vô để mở cửa, Mình cao quá cho nên là mình nhìn cái góc nhìn của mình nó cũng hơi khó rồi. Ơ. Cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy bên ngoài à, cái chỗ này nó vô rồi. Bây giờ mình đang muốn biết là làm sao để mở được cái hàng rào điện nè. Làm sao để mở được cái hàng rào điện nè các bạn. Cái gì đây? Cái gì là tunnel gì đây? Đi. Bên đây là cái này là chỗ quay lại đúng không? Quay lại chỗ hồi nãy. Ơi, trời. Đứng kế bên luôn làm hết hồn. Ui. Ui. SCP ma. SCP gì đây? Ui. SCP gì đây? Wow! Mới tìm ra được các bạn ơi. Nó bắt tử nữa à? Lại một SCP nó bắt tử các bạn ơi. Không được rồi. Ui, thanh niên kia bắn gì vậy? Đừng có bắn em ơi, bắn bazooka. Không được rồi, đi. SCP đó nó bắt tử rồi. Không bắn được đâu. Sao nãy giờ 173 nó đâu? Nó bắt tiêu. Ui. 096 kìa. 096. 096 mấy đứa ơi. Ui, từ từ cẩn thận. À, mấy con này nó bị tê liệt rồi các bạn ơi. Ơi nhưng mà đụng vô nó có bị làm sao không ta? Kìa nó rung rinh kìa. Tụi mình bắn nó rung rinh các bạn. Để mình đụng vô nó thử coi có bị làm sao không. Đụng vô thử coi. Ui, nó không có cắn tụi mình. Ơ, đẩy. Ơ. À. Nó nghẽo rồi. Đi mấy đứa ơi, nó nghẽo rồi. Yeah, hay lắm mấy đứa à. Mấy đứa không làm anh thất vọng trong lần này đâu. 173. Ừ. Cha. Tấn công nó. Ôi, nó chuyển động kìa. Chuyển động hả? Chuyển động làm gì được nhau. Né ra mấy em. Coi chừng anh bắn chúng bây giờ. Ôi. 173 hốt luôn mun. Thấy chưa? Đừng có đùa với 173. Hồi nãy mình nghe tụi nó nói là có Siren Hit. Mình mới mua được cái súng xịn đó các bạn. Súng xịn nè, đấy thấy chưa. Vô đây. Cartoon Cat anh còn không ngán nữa, anh sợ ai. Wow. Này thì Cartoon Cat nè. Tới đây nào. Tới đây. Woo. Yeah, chạy thôi, nó bất tử. Bắn nó không gì hết. Ủa nhưng mà tụi nó gặp được Siren Hit các bạn. Nghe đâu là tụi nó gặp được Siren Hit các bạn ơi. Ủa gặp Siren Hit đâu, để mình bắn coi cái này nó là lũng tường không. Được không? Ôi sao mấy đứa chạy vô đây? Mấy đứa bị Cartoon Cat dí mà. Ôi! A! À, Cartoon Cat ngã gục rồi. Sau khi bị mình gọi là hạ bắn quá nhiều và cuối cùng Cartoon Cat đã chịu không nổi. Xin lỗi chịu không nổi luôn. Hãy súng xịn chưa? Súng xịn nó phải như vậy các bạn ơi. Rồi có ngoài nào. Rồi mở cửa ra. Rồi. Siren Hit. Đâu? Đấy, để kịp tụi nó dẫn đường Siren Hit. Ôi zombie né ra zombie ơi. Đâu rồi, hồi nãy tụi nó gặp được Siren Hit, mình phải tới tiêu diệt. Siren Hit đâu? Rồi, để mình coi mình đầu bảng đúng không? Mình đang là đầu bảng luôn các bạn ơi, mình tiêu diệt quá nhiều. Quá ghê, hôm nay mình quá ghê luôn các bạn. Nổ Cartoon Cat nữa, không muốn gặp hoài trời. Cartoon Cat kìa. Ôi, gặp. Ui, mỗi ba kìa. 173 nè. Một mấy ba nó bắt mình các bạn ơi. Trời ơi. Đúng là không thể nào đùa với 173 được các bạn ơi. Không thể đùa được luôn á. Đùa là hả, đi liền. Không thể giỡn được. Wow. Nói chung là khá là khó cho tụi mình.
Đấy, các bạn thấy không? Cái chặng đường mà tụi mình gọi là hả, đi tìm và tiêu diệt gà máy SCB nó khó lắm các bạn. Ở đây có súng nè. Súng này súng VIP không nha các bạn. Súng VIP không nè, thấy không? Nhưng mà cây súng của mình là VIP nhất. 1000 tiền, VIP nhất luôn các bạn. Thấy không? Súng này là súng phóng lựu, bắn ghê lắm. Vậy là mình đã khám phá ra được rồi nha các bạn. Là hàng rào này các bạn có thể đi qua được. Rồi, nói chung là cứ bắn vô cho đã lên rồi xong rồi các bạn đi qua là được à. Lúc ấy là bắn vô cho nó hư nha, xong đó các bạn đi qua. Rồi. Tới đây. À, mấy con né né nào, né nào. Để anh, để anh có cái này súng ngon. Thanh niên này có bazooka cũng ngon lắm nha các bạn. Cái bazooka này bắn ngon nè, đây để anh bắn cho, anh bắn bụi cho. Đấy, rồi. Lên, né 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 né. Rồi bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi, cầm sniper bắn một hit shot cả. Đúng rồi, cầm sniper bắn. Đúng rồi, để anh bảo vệ cho. Đóng cái cửa này lại luôn, đóng cái cửa này lại luôn, khỏi cho ai vô hết á. Đó, rồi. Để anh. Để anh xoáy tụi nó. Mấy con zombie này trâu lắm nha các bạn, không phải là nó yếu đâu. Đấy các bạn thấy mình bắn rất là khó khăn không? Rồi để mở cửa cho, mở cửa rồi thì vô nè. Rồi mời, rồi mời, rồi mời, vô. Rồi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Nó trâu lắm, con zombie nó trâu lắm. Trâu nè. Trâu, các bạn thấy nó trâu ghê không? Con zombie nó cực kỳ trâu luôn các bạn. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bắn quá trời luôn mà không sao hết bạn, thấy không? Để mình chạy vô luôn, chạy vô luôn. Anh mấy thanh niên kia vô rồi, mấy thanh niên kia vô rồi. Rồi. Đây đây đây, cái chỗ này. Chạy hả? Đây. Này thì trâu nè. Trâu không? Trâu. Trâu hả? Trâu là bắn cũng nghẻo thôi. Rồi, lêu luôn, cái chỗ này vô được không sao hết. Vô 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 vô. Rồi, hay quá, tụi mình phải khám phá trong đây từ từ. Mở cửa ra là có zombie. Trong đây là có cái zombie nó bự là mặc giáp là mấy nó trâu đó các bạn. Nó cực kỳ trâu luôn á, cho nên là phải cẩn thận. Ê ê ê, trâu cũng không có ra ngoài được. Này thì trâu nè. Đứng trong đó đi. Đứng ở trong đó đi. Đứng ở trong đó đi. Bắn đi mấy đứa, bắn đi, bắn đi. Bắn đi! Sao chạy hết vậy? Lùi ra, lùi ra. Ui, đằng trước cũng có zombie mà đằng sau cũng có zombie à. Đùa nhau chắc. Rồi, để mình. Để mình. Một viên nè. Hai viên nè. Vô. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi mấy đứa. Đúng rồi. Zombie mà không bắn đi hỏi gì vậy nữa chứ. Zombie mà nó hỏi gì vậy? Gặp zombie rồi nó bất ngờ, nó không biết gì luôn các bạn. Hình như nó không biết gì hết á. Ê! Zombie bắn anh kìa. Nó cắn anh kìa, không lo. Cứu anh, cứu anh. Bắn đi em. Bắn đi, 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 bắn đi. Vô. Zombie nè, thấy súng của mình ngon không? Súng mình ngon chưa? Súng mình ngon chưa? Đấy, thấy chưa? Súng mình cực kỳ ngon luôn. Đấy, thanh niên không chịu tắt BBB nè. Bắn chúng nè bây giờ nè. Tắt BBB đi. Chịu tắt không nghe, lát bắn chúng nhau bây giờ nè. Rồi, lên. Lên nào. Đấy, thấy chưa? Không tắt BBB bị mình bắn chúng các bạn thấy không? Phải tắt đi mới được. Rồi, để mình mở cửa này ra coi coi như thế nào. Trong đây chắc chắn là còn gì nữa nè. Đấy, thấy chưa? Ây da, ây da, ây da. Ui, level 15. À, mình level 15 rồi, đi đây. À, được không, được không, được không. Wow, tụi mình đang tới cái chỗ nào đó bạn. Vậy là, ở trong cái nhà giam này có rất là nhiều nha bạn. Ui, zombie SCP 096. Các bạn nhìn nè. Kìa, 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 kìa. Ui, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Bây giờ mình mua súng nào đây? Mình mua súng nào đây? Hình như mình có tiền á. Mình có tiền các bạn ơi. Ui, cái này cần cái gì rồi. Rồi, lên 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 lên. À, tới đây, 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 tới đây. Đây này các bạn thấy. Các bạn thấy không? Zombie SCP 096, mình nói có sai không? Nó là cái con SCP 096 kết hợp với zombie nè. Ui, mấy con này ghê quá. Đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng có tới đây. Đã nói đừng có tới đây mà, đừng có tới đây mà. Né ra, né ra, né ra cho anh. Rồi, lần này mình không có súng xịn nữa bạn ơi, mình chỉ có súng cùi thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đến thay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đăng ký bên cao. Nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ mình nha các bạn ơi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.